Kính đồng chí và các bạn thân mến, tháng 11 năm 1973, tỉnh Bạc Liêu được tái lập lần thứ nhất khi phân chia lại địa giới hành chính của tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Năm 1976, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu được hợp nhất thành tỉnh Minh Hải. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bạc Liêu lần nữa được tái lập khi chia tách tỉnh Minh Hải thành tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu như bây giờ. Suốt quá trình lịch sử ấy, tiền thân lực lượng bộ đội biên phòng Bạc Liêu đã ra đời, rèn luyện trong chiến đấu và trưởng thành qua các thời kỳ. Mỗi một mốc son lịch sử của tỉnh nhà đều có những dấu ấn của lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh bảo vệ, củng cố lực lượng, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, góp phần cùng chính quyền ổn định chính trị và tập trung phát triển kinh tế xã hội. Với truyền thống quý báu đó, lần đầu tiên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tổ chức biên soạn lịch sử biên phòng Bạc Liêu giai đoạn 1975-2010 để ghi lại những mốc son lịch sử mà lực lượng bộ đội biên phòng Bạc Liêu đã chiến đấu hy sinh anh dũng để có được những chiến công vẻ vang cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong chương mục vì chủ quyền biên giới quốc gia kỳ này là một số hoạt động trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu biên soạn lịch sử biên phòng Bạc Liêu giai đoạn 1975-2010. Trong quá trình thu thập các nguồn tài liệu quý về lịch sử bộ đội biên phòng Bạc Liêu qua 35 năm hình thành phát triển và không ngừng cống hiến trưởng thành, Ban viết sử Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu, ngoài tham khảo nghiên cứu các nguồn tư liệu quý của lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, lịch sử Công an Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, lịch sử Biên phòng Sóc Trăng, lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau, lịch sử Biên phòng tỉnh Cà Mau và nhiều nguồn tư liệu quý giá khác để so sánh đối chiếu và thu thập thông tin từ các nguồn bút lục, bút ký của các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ, cũng như thông tin từ các nhân chứng sống để làm cơ sở khoa học viết lên trang sử lịch sử biên phòng Bạc Liêu giai đoạn 1975-2010. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu biên soạn cái đề tài này nhằm là tái hiện lại một giai đoạn lịch sử từ 1975 đến 2010 về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu. Qua đó thì làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, hoạt động phối hợp của lực lượng vũ trang, của các ban ngành, đoàn thể trong việc hỗ trợ giúp đỡ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh nhà từ năm 1975 đến 2010. Thì qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển trong tình hình mới, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau. Trong công tác biên soạn có những thuận lợi, đó là trước hết là cái nguồn tài liệu là được các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng và các địa phương hỗ trợ giúp đỡ trong việc là sưu tầm các tư liệu thành văn. Rồi trong quá trình mà liên hệ đối với cán bộ lãnh đạo rồi hưu trí ở địa phương cũng như là cán bộ lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ thì các nguồn tư liệu về các thế hệ lãnh đạo là cung cấp hỗ trợ là tương đối đầy đủ. Còn về khó khăn á, thì như các đồng chí biết thì đối với đại dịch Covid-19 nó tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó cái việc mà tiếp cận, thu thập, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là hết sức khó khăn. Do đó bằng nhiều cách tiếp cận với hình thức gián tiếp và trực tiếp thì bên bộ phận sưu tầm tư liệu của đơn vị cũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc là tiếp cận rồi bằng nhiều hình thức, cái phương pháp nó phù hợp để làm sao để cho việc biên soạn bản thảo lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh nó đảm bảo về cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra. Qua quá trình nghiên cứu sưu tầm tư liệu, ngày 23 tháng 9 năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội thảo xác minh tư liệu lịch sử Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu giai đoạn 1975-2010. Tại buổi hội thảo, Ban viết sử đã đưa ra báo cáo xử lý, phân tích số liệu lịch sử với 67 nội dung sự kiện liên quan để đưa ra thảo luận cùng các nhân chứng lịch sử và đại biểu hội thảo. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, phân tích các tư liệu nhằm đi đến thống nhất đối với các tư liệu chính xác, hợp logic để chính thức viết lên lịch sử Biên phòng Bạc Liêu. Trong 67 nội dung sự kiện được đưa ra thảo luận,
Có thể nói, tiền thân của Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu xuất phát từ việc thành lập đội phòng thủ tỉnh ủy, tỉnh Sóc Trăng vào năm 1961 ở quận Giá Rai, gồm một trung đội với nhiệm vụ bảo vệ tỉnh ủy lúc bấy giờ. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử, đại đội lập được nhiều chiến công vang dội như bảo vệ an toàn hội nghị tỉnh ủy mở rộng giữa năm 1961, tiêu diệt được nhiều đối tượng tình báo của địch năm 1963, đánh tan trung đội biệt kích của địch khi càng vào khu căn cứ Gia Hòa năm 1964, chặn đánh tàu tuần tra trên sông Bạc Liêu năm 1965, đánh bại cuộc càn quét của địch vào ấp Nhà Dài, Chắc Đốt năm 1966, chiến đấu oanh liệt bảo vệ an toàn hội nghị tỉnh ủy ở Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên năm 1967. Cùng với những chiến công dễ dàng cũng là sự mất mát hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Nhưng đội phòng thủ tỉnh ủy không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Năm 1968, đội phòng thủ tỉnh ủy đổi tên thành phiên hiệu B-68 với biên chế 3 trung đội. Từ đó, B-68 đã lập được nhiều chiến công oanh liệt khác. Năm 1970, B-68 đổi phiên hiệu thành C-170, đã mở ra một giai đoạn mới để C-170 tiếp tục chiến đấu và giành được nhiều chiến công vang dội. Năm 1973, khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập lần thứ nhất, một nửa quân số C-170 được chia về tỉnh Bạc Liêu hoạt động. Với quân số ban đầu là 9 đồng chí, nhiệm vụ bảo vệ cơ quan tỉnh ủy non trẻ, xây dựng căn cứ cách mạng, xây dựng lực lượng chiến đấu, mở rộng địa bàn tỉnh ủy. Với nhiệm vụ đó, cùng năm 1973, Ban An ninh Bạc Liêu được thành lập, đóng quân ở Cái Chanh Bé, ấp Cỏ Thơm, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, để vừa xây dựng phát triển lực lượng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, tham gia chiến đấu. Ông Nguyễn Đông Hé, nguyên trợ lý tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, cũng là tiểu đội trưởng C-170, được phân công về địa bàn Bạc Liêu năm 1973, vừa tham gia hội thảo xác minh tư liệu lịch sử Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu. Ông cũng là nhân chứng sống trực tiếp tham gia xây dựng phát triển lực lượng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và tham gia chiến đấu ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ. Về Bạc Liêu, theo cái nghị quyết mà chia tỉnh giữa Sóc Trăng, Bạc Liêu thành hai tỉnh, theo đoàn cán bộ được chia về Bạc Liêu. Sau khi về Bạc Liêu thì được phân công nhiệm vụ là bảo vệ căn cứ, bảo vệ cơ quan tỉnh ủy và các căn cứ kháng chiến của đảng nhà nước. Sau đó thì sau khi xây dựng củng cố xong về cái khu căn cứ kháng chiến của tỉnh ủy và các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh, rồi đơn vị được giao nhiệm vụ là vừa xây dựng và chiến đấu mở rộng địa bàn chỉ đạo của tỉnh ủy, thì được phân công xuống địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi kết hợp với đội du kích xã Ninh Thạnh Lợi để bao vây là bức rút đồn khóa sinh. Sau đó thì tiếp tục là bao vây bức rút đồn Phước Trường, rồi nhà lầu, rồi đồn phân khu cống đá, đồn Phước Trường và đánh luôn đồn phân khu khóa sinh. Đó là cái thời gian là một tiếng kinh sáng từ phố Trinh đến ngã ba từ cạnh đền được giải phóng và mở rộng dùng là chỉ đạo của tỉnh ủy, coi như là khi về làm nhiệm vụ bảo vệ tỉnh ủy thì và căn cứ của tỉnh ủy thì an toàn cho đến ngày giải phóng là không có là gặp khó khăn gì, bởi vì chúng tôi đi đánh địch thì còn lại một bộ phận trực tiếp bảo vệ tỉnh ủy và căn cứ. Vì vậy thì cơ quan của tỉnh ủy và cấp tỉnh đều được an toàn cho đến ngày giải phóng. Khu căn cứ được thành lập, đại đội an ninh vũ trang tỉnh Bạc Liêu không ngừng lớn mạnh và phát triển. Từ đây lực lượng ta đã chiến đấu giành nhiều thắng lợi quan trọng, như năm 1974, đội phòng thủ tỉnh ủy bao vây đánh phân chia khu cống đá, đồn nhà lầu, xẻo dần, Phước Trường, Cỏ Thơm. Năm 1975, tham gia cùng các lực lượng giải phóng hoàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Cũng trong năm 1975, các đồn công an nhân dân vũ trang được thành lập như đồn Nhà Mát, Cái Cùng, Gành Hào. Năm 1976,
tỉnh Cà Mau Bạc Liêu hợp nhất thành tỉnh Bình Hải, lực lượng công an nhân dân vũ trang tỉnh Bình Hải. Năm 1980, theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thì cơ quan chủ nhiệm biên phòng tỉnh Bình Hải ra đời, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đến năm 1986, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Hải bàn giao tổ chức tài chính quân số Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Hải cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập. Cái tên Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu chính thức ra đời. Lúc bấy giờ, đơn vị đóng quân ở phường 7, thị xã Bạc Liêu, có nhiệm vụ bảo vệ 56 km bờ biển. Tổ chức Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 4 phòng, tham mưu, chính trị, trinh sát, hậu cần kỹ thuật, 2 ban, ban tài chính và hành chính, 3 đồn, 1 hải đội. Quân số theo biên chế là 319 người. Từ đó, hệ thống doanh trại được xây dựng củng cố, lực lượng cũng không ngừng lớn mạnh và càng có nhiều thành tích trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, như thực hiện chuyên án BNL-697D, mua bán phụ nữ và trẻ em từ Việt Nam sang Campuchia năm 1997, chuyên án AK-906 năm 2006, đấu tranh với tổ chức phản động dụ dỗ, câu móc một số đối tượng trong đồng bào dân tộc để chống phá sự nghiệp cách mạng. Từ năm 1997 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh không ngừng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì tuần tra, kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện ra vào làm ăn trên biển, tham mưu cho địa phương giải quyết tốt nhiều vụ phức tạp tranh chấp trong nội bộ nhân dân, chủ động trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng củng cố chính trị ở cơ sở, phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Từ đó nhận được nhiều quân quy chương, bằng khen, cờ thi đua xuất sắc do Thủ tướng, các bộ ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trao tặng. Kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho rằng, trong 67 nội dung sự kiện lịch sử thu thập được, có 43 nội dung sự kiện được ban nghiên cứu biên soạn thống nhất hoàn toàn. Còn lại 24 nội dung sự kiện được các đại biểu, các nhân chứng đóng góp điều chỉnh, bổ sung thêm. Trên cơ sở kế hoạch sưu tầm tư liệu được ban nghiên cứu biên soạn định hướng nội dung và ban chỉ đạo biên soạn phê duyệt, bằng nhiều cách tiếp cận, tổ sưu tập tư liệu đã tiến hành gửi phiếu điều tra khảo sát cho 210 nhân chứng là cán bộ chiến sĩ từng có thời gian sống, chiến đấu, công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ địa phương trên địa bàn tỉnh và các địa bàn khác là 90 phiếu. Tiếp xúc phỏng vấn, ghi âm, điều tra xác minh 26 nhân chứng trong tỉnh. Ngoài tỉnh có 24 nhân chứng, nghiên cứu thu thập tư liệu thành văn từ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua báo cáo của tổ sưu tập tư liệu, ban nghiên cứu biên soạn tiến hành phân tích, xử lý bằng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh đối chiếu các dữ liệu, sự kiện, nội dung ít nhiều để xác định giá trị nguồn tư liệu. Kết quả bước đầu cho thấy các số liệu, sự kiện lịch sử liên quan quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu từ năm 1975 đến năm 2010, đa số là trùng khớp, tương đồng về nội dung. Đối với nội dung sự kiện chưa thống nhất và ý kiến đóng góp của đại biểu, tôi ghi nhận và định hướng một số nội dung sao để ban nghiên cứu biên soạn và tổ sưu tầm tư liệu nghiên cứu tiếp tục thu thập rồi nghiên cứu bổ sung làm rõ nội dung sự kiện để hội thảo xác minh tư liệu lần hai. Quý vị và các bạn thân mến, để làm sáng tỏ hơn quá trình chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu, Ban Chiến sự tiếp tục nghiên cứu các nguồn tư liệu tổng hợp, các nguồn tư liệu lịch sử của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, cũng như lịch sử Bộ đội Biên phòng Việt Nam, để ghi lại những giai đoạn thăng trầm lịch sử, những mất mát đau thương, những chiến công vang dội sẽ mãi mãi in đậm trong trang sử vàng son lịch sử Biên phòng Bạc Liêu.
Chuyên mục vì chủ quyền biên giới quốc gia kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.